4. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, 5 vé cáp treo ha. Ừ, 5 vé cáp treo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vé cổng với chị khó là mình 5 ngàn luôn ha. Ừ, chị cảm ơn. Rồi, xong rồi với chị. Còn ghế vô đây. Rồi, vô cổng lên cáp treo. Cây này nó ngã nha, cái đường nhìn đẹp quá ha chị ha, giống như cái cổng vào vậy ha. Quá đẹp. Hoa đồng. Ghé chùa Bà xong rồi bắt đầu hả đi tiếp lên trên đỉnh nha cả nhà. Bây giờ gia đình mình đi lên đỉnh nè, lên cáp treo lên đỉnh. Từ dưới chùa Bà lên tầng 4 của tòa nhà này xong rồi bắt đầu lên nhanh quá. Giống đi tàu lượn siêu tốc quá. Ôi trời nhanh quá. Giống đi tàu lượn siêu tốc kìa.
đẹp luôn cả nhà ơi. Được anh ơi.